Đây, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố do ông Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả tiến độ thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội và các nghị quyết đề án chương trình của Thành ủy. Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở tiếp đoàn. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất chưa trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết về mức chi khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn mà sẽ trình ở thời điểm thích hợp. Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức nhiều cuộc cho ý kiến và thống nhất sẽ ban hành quy định mức thu phí lệ phí mới theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, gồm phí đổ xe tại một số tuyến đường, phí sử dụng mặt bằng các công viên, phí hạ tầng giao thông, phí cấp phép đào đường. Các quận huyện khác đánh giá chưa có khả năng triển khai các loại phí lệ phí nêu trên. Về chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban Nhân dân thành phố đang chỉ đạo xây dựng dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế nghị quyết số 07 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố, dự kiến trình tại kỳ họp giữa năm 2023 hoặc cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố đang nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ quận Bình Thủy phát triển thành đô thị văn minh hiện đại của thành phố và xây dựng quận Ninh Kiều trở thành đô thị trung tâm theo nghị quyết của Thành ủy. Đối với nghị quyết về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô 500 hectare, nghị quyết về cơ chế chính sách về giáo dục thông minh và học tập suốt đời, trọng tâm là ngoại ngữ giai đoạn 2021-2030, nghị quyết ban hành cơ chế chính sách về xây dựng y tế thông minh, trọng tâm là y tế cộng đồng giai đoạn 2021-2030 và nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn các huyện đến năm 2025. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đối với nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, việc làm để chuyển dịch cơ cấu lao động, nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí bổ sung tài nguyên thông tin của mạng lưới thư viện công cộng cấp huyện và cấp xã trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố.